Thưa quý vị, vào sáng ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ giết người dã man xảy ra ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc bắt nghi phạm là Phạm Văn Dũng, 37 tuổi, đồng thời phong tỏa hiện trường để điều tra. Theo thông tin ban đầu, Dũng từng bị nghiện, đi bộ đội và bị cho ra khỏi quân ngũ. Dũng từng có vợ nhưng sau đó đường ai nấy đi. Tại công an, Dũng khai nhận, thông qua mạng xã hội, Dũng quen Nguyễn Thị Thờ, 28 tuổi, ngụ phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp. Sau đó, hai người thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng khoảng hơn một năm nay. Ngày 23 tháng 3, chị Thờ đến nhà chị gái của Dũng tìm và trả đồ cá nhân của Dũng để về thành phố Tam Điệp làm. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dũng giữ chị Thờ ở lại nhà không cho đi. Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, hai bên tiếp tục mâu thuẫn cãi nhau nên Dũng dùng tay bóp cổ chị Thờ đến khi ngừng thở, rồi nằm cảnh sát chị Thờ qua đêm. Sáng hôm sau, Dũng tìm cách giấu xác chị Thờ. Ngày 27 tháng 3, bố đẻ của Dũng về nhà chị Thờ thì phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường, không thấy người đâu. Nghi ngờ Dũng đã giết chị Thờ nên ông đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa đề phòng Dũng bỏ trốn. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.